Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của bạn gái doanh nhân Bửu Lộc là Á Hậu, được mệnh danh nữ hoàng nước mắt. Sau 5 năm đường ai nấy đi với Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc đã có tình yêu mới, thậm chí anh còn sẵn sàng bước vào hôn nhân mới. Á Hậu diễn viên chuẩn bị lên xe hoa với chồng cũ Nhật Kim Anh là ai? Cuộc hôn nhân của Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc từng được nhiều người ca tụng bởi cuối cùng nữ diễn viên cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc bên một người đàn ông thành đạt. Thế nhưng chỉ sau 3 năm hôn nhân dấu hiệu tan vỡ, ít lâu sau Nhật Kim Anh tuyên bố đã ly hôn chồng. Sở dĩ Nhật Kim Anh giữ kín thông tin về cuộc hôn nhân của mình vì con trai còn quá nhỏ, không muốn con chịu nhiều tổn thương, hơn 2 năm chung sống với nhau. Điều mà tôi day dứt nhất chính là đã khiến cho ba mẹ và gia đình nhà chồng tôi kỳ vọng quá nhiều về hạnh phúc này, để rồi cuối cùng lại khiến họ thất vọng. Họ thật sự quá tốt với tôi, cô cho biết. Sau ly hôn, Nhật Kim Anh không giành được quyền nuôi con với lý do công việc không ổn định, nghề diễn viên nay đây mai đó không đảm bảo thời gian nuôi và chăm con. Thế nhưng câu chuyện hậu ly hôn của nữ diễn viên tiếng sét trong mưa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi chồng cũ thường xuyên cấm cản hai mẹ con gặp nhau. Đặc biệt là lần gần đây nhất cô đã phải lên tiếng trên mạng xã hội vì quá bất lực khi Bửu Lộc đến cả FaceTime cũng không cho cô gặp con. Nói về người chồng cũ, doanh nhân Bửu Lộc, hiện tại anh đang sở hữu công việc kinh doanh phát đạt ở Cần Thơ và được biết đến là một ông chủ giỏi giang, kiếm được nhiều tiền và có xuất thân từ một gia đình giàu có. Thế nhưng những gì Bửu Lộc thể hiện với vợ cũ khiến người ta nghi ngại tình thương trái ngược với sự tử tế của người đàn ông này. Thời điểm cách đây không lâu, doanh nhân Bửu Lộc đăng đàn tố cáo vợ cũ không có trách nhiệm với con cái. Suốt ngày chỉ chăm chăm đóng phim kiếm tiền nhưng sự thật có vẻ trái ngược với những lời tố cáo của anh. Người ta nói con còn nhỏ phải ở với mẹ nhưng mẹ có làm được cho con những lúc này hay không? Quăng nó cho bố để tha hồ tung tăng mà còn tỏ vẻ ta là nạn nhân đáng thương, mà bố nó là đàn ông vừa đi làm vừa chăm con. May mà còn ông bà nội, tuy cũng đã già gối mòn sức yếu nhưng vẫn chạy theo để giữ khỏi té ngã. Ông bà ta nói, có đức mặc sức mà ăn, có tài mà không có đức thì coi như đồ bỏ đi rồi. Ông trời có mắt lắm đấy, không bỏ sót một ai đâu. Đi chùa thấy chắp tay thành khẩn thế kia mà sao chuyện không nói có thế này các bác ạ. Hiểu rồi nha các bác, Bửu Lộc tố cáo Nhật Kim Anh. Ngay sau đó, nữ diễn viên không ngần ngại đáp trả ngay dưới bài đăng của chồng cũ đầy gay gắt. Theo đó, Nhật Kim Anh tố ngược chồng không cho mình gặp con, dù cô đã đi cả một chặng đường rất dài chờ đợi nhiều giờ liền nhưng vẫn không được gặp con. Sau này, khi Nhật Kim Anh kháng cáo đòi quyền nuôi con nhưng bị bác bỏ vì cho rằng cô là nghệ sĩ. Đau xót là thế nhưng ngay cả việc đón con lên chơi những ngày hè cũng bị gia đình nhà nội cấm cản. Từ khi yêu đến lúc cưới, Nhật Kim Anh không tiêu một đồng nào từ Bửu Lộc. Đến ngày sinh nở chồng cô cũng không hề đóng viện phí cho vợ con. Đến ngày ly hôn, Bửu Lộc cho người giám sát việc Nhật Kim Anh gặp và thăm con trai. Thế lực nhà Bửu Lộc rất lớn và có số má trên đất Cần Thơ, vì vậy Nhật Kim Anh không thể đòi lại sự công bằng. Nhật Kim Anh cũng từng muốn giữ thể diện cho gia đình chồng nhưng khi mọi chuyện đã đi quá xa, sức chịu đựng đã không còn, Nhật Kim Anh buộc phải lên tiếng nói về người chồng tồi tệ, bạc bẽo của mình. Bella Mai, tên đầy đủ là Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993 tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình có 6 người con. Là một hoa hậu, diễn viên người Việt Nam, năm 2017, cô đoạt danh hiệu Á Hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu du lịch Hoàn Vũ Thế giới. Cô vốn xuất thân là vận động viên boxing và giành huy chương đồng toàn quốc ở bộ môn này. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tiền Phong, Hồ Chí Minh, Bella Mai nhận được sự chú ý của nhiều đạo diễn. Cô tham gia một số bộ phim như Mặn hơn muối, Vòng tròn tội ác. Năm 2016, Bella Mai tham gia cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu và lọt vào top 40 thí sinh tham gia vòng chung kết. Năm 2017, Bella Mai đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu du lịch Hoàn Vũ Thế giới và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu một cùng giải thưởng phụ Miss Tourism Asia. Tháng 6 năm 2023, nữ diễn viên Bella Mai và doanh nhân Bửu Lộc công khai tình cảm. Cặp đôi không ngại chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên nhau. Thậm chí, trong một số chuyến đi cùng Bella Mai, doanh nhân Bửu Lộc còn thoải mái đưa con trai của anh và vợ cũ, diễn viên Nhật Kim Anh, đi cùng. Trước khi bước chân vào showbiz Việt, Bella Mai là vận động viên boxing và giành huy chương đồng toàn quốc ở bộ môn này. Người đẹp sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cuốn hút với những đường cong nóng bỏng. Khi đạt được những thành công nhất định với vai trò vận động viên boxing, Bella Mai nhận ra mình có đam mê với diễn xuất. Cô nàng thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các đạo diễn. Bella Mai từng góp mặt trong nhiều bộ phim Đường chân trời, Trả giá, Hương quê, Gỡ rối tơ lòng, Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Nếu còn có ngày mai, Đích tôn độc đắc, Oán, Thám tử Henry, Sói giả. Người đẹp còn được nhiều khán giả yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên,
độ lăn xả với diễn xuất. Cô còn được nhiều người gọi bằng danh xưng nữ hoàng nước mắt vì chuyên thủ vai có số phận éo le, đau khổ. Không chỉ vào ngọt vai hiền thục, người đẹp cũng có thể gây ám ảnh với các vai độc ác, nham hiểm trên màn ảnh nhỏ. Chuyện tình cảm của Bella Mai và doanh nhân Bửu Lộc hiện nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau 5 năm đường ai nấy đi với Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc đã có tình yêu mới, thậm chí anh còn sẵn sàng bước vào hôn nhân mới. Trên trang cá nhân, chồng cũ Nhật Kim Anh công khai những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên bạn gái mới. Anh cũng đưa cả con trai đi cùng trong những chuyến du lịch với người yêu. Mới đây, doanh nhân Bửu Lộc còn đăng tải hình ảnh cùng bạn gái hẹn hò lãng mạn. Cặp đôi trao cho nhau ánh mắt ngập tràn tình yêu. Đặc biệt là Bửu Lộc lần đầu khẳng định chủ quyền bằng việc tác thẳng tên bạn gái chính là diễn viên Bella Mai kèm lời chúc mừng sinh nhật em. Với động thái này, cư dân mạng cho rằng chồng cũ Nhật Kim Anh chính thức công khai danh tính người yêu sau nhiều đồn đoán. Dưới phần bình luận, bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Khi trả lời bình luận bạn bè thân thiết, Bửu Lộc gây chú ý khi nhắc đến việc nhờ người làm rể phụ, bê cháp. Điều này khiến dân tình đặt nghi vấn doanh nhân Bửu Lộc và diễn viên Bella Mai đã có kế hoạch tổ chức đám cưới. Về phần á hậu diễn viên Bella Mai, khi được hỏi về nghi vấn đang hẹn hò với chồng cũ Nhật Kim Anh, cô cho biết tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, mọi thứ tốt đẹp, tôi sẽ thông báo đến quý khán giả. Dù chuyện tình cảm với doanh nhân Bửu Lộc nhận được sự quan tâm của khán giả nhưng nữ diễn viên từ chối chia sẻ thêm. Bella Mai cho biết trước giờ cô không thích phô trương chuyện riêng của mình vì lo rằng nếu có điều tiếng không hay thì sẽ bị hoài nghi đang đánh bóng tên tuổi. Cô chỉ xác nhận mình đang tìm hiểu trong mối quan hệ mới và nghĩ nghiêm túc đến chuyện tương lai. Chia sẻ cuộc sống kín tiếng thời gian qua, Bella Mai cho biết sức khỏe tôi thời gian qua không tốt nên hầu như tôi dành để nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi về với gia đình để gần bố mẹ nhiều hơn và chỉ nhận làm những dự án mà bản thân tâm huyết. Nghệ thuật là niềm đam mê nên tôi không dừng lại mà mỗi năm vẫn sẽ cân đối nhận 1 đến 2 phim để xuất hiện thật chỉn chu. Ngoài ra, tôi muốn thử sức với hoạt động kinh doanh. Người đẹp 30 tuổi thừa nhận thời gian qua có nhiều khó khăn nhưng cô may mắn khi được chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình. Nữ diễn viên 9X bày tỏ, mọi thứ dù trôi qua chậm rãi nhưng tôi tìm thấy sự bình yên nhất. Ở thời điểm hiện tại, tôi hạn chế bớt những sở thích riêng của mình như leo núi, du lịch phượt. Tôi cũng ít đi chơi với bạn bè vào các buổi tối. Thay vào đó, tôi biết chất lọc các mối quan hệ. Niềm vui đi du lịch đây đó bây giờ được thay bằng việc vào bếp nấu món ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, tập thể dục. Tôi tìm thấy sự nhẹ nhàng và bình yên. Bước qua tuổi 30, người đẹp gốc Quảng Ngãi có cho mình nhiều kế hoạch và dự định mới trong công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Trong bộ ảnh mới nhất gửi tặng khán giả, nữ diễn viên gây trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng quyến rũ. Vốn quen thuộc với phong cách dịu dàng, thanh lịch, Bella Mai thử nghiệm lột xác bản thân với hình ảnh sexy, quyến rũ hơn. Nữ diễn viên nếu còn có ngày mai mang đến cảm giác mong manh nhưng còn pha thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ ở độ tuổi chín muồi về thể chất lẫn tinh thần. Ốn là người luôn quan tâm vấn đề sức khỏe nên mỗi ngày Bella Mai đều chạy bộ ít nhất 4 km, tập gym và ăn uống điều độ. Thời gian rảnh hơn, cô tham gia các lớp kỹ năng, pha chế để chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Chia sẻ về các dự án nghệ thuật trong tương lai, Bella Mai cho biết thời gian qua cô đã dành cho gia đình cũng như chăm sóc sức khỏe nên sẽ dồn sức vào các dự án cuối năm. Nữ diễn viên tiết lộ vào tháng 11, cô sẽ bấm máy cho bộ phim dài tập với vai diễn khá ấn tượng. Người đẹp bày tỏ mong được khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn hơn là chuyện đời tư. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.